nhằm hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp trong nỗ lực tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu, thích ứng với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, cũng như thúc đẩy kết nối giữa các kênh phân phối, nhà nhập khẩu nước ngoài với các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu trong nước, Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đồng chủ trì tổ chức chuỗi sự kiện kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế Việt Nam International Sourcing 2023 từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 9 năm 2023 tại Trung tâm Hội trợ triển lãm Sài Gòn SECC. Chuỗi sự kiện bao gồm diễn đàn xuất khẩu kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế, các hội thảo, hoạt động kết nối giao thương và triển lãm kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế Việt Nam International Sourcing Expo 2023, triển lãm với quy mô 8.000 m2 dành cho 300 doanh nghiệp đại diện cho các lĩnh vực khác nhau trong chuỗi cung ứng quốc tế các doanh nghiệp được lựa chọn để giới thiệu tới các nhà nhập khẩu tập đoàn phân phối và các đoàn thu mua quốc tế trong chuỗi sự kiện lần này đều là doanh nghiệp đã đạt các chứng chỉ quốc tế có sản phẩm chất lượng cao ở các ngành hàng việt nam có thế mạnh và các nhà phân phối bán lẻ quốc tế có nhu cầu về thực phẩm dệt may giày dép ba lô túi sách đồ thể thao và dã ngoại đồ gia dụng và nội thất công nghiệp hỗ trợ v v ban tổ chức cũng phối hợp với một số địa phương để đưa các đoàn thu mua về khảo sát doanh nghiệp. Sự kiện cũng ghi nhận sự quan tâm, tham dự lớn chưa từng có của các tập đoàn lớn trên thế giới như ION, Uniqlo Nhật Bản, Walmart, Amazon, Boeing, AES Hoa Kỳ, Carrefour, Decathlon Pháp, Central Group Thái Lan, Coppel Mexico, Iki Thụy Điển, Lulu UAE. Ban tổ chức hy vọng nhiều thỏa thuận, giao dịch thương mại sẽ được ký kết thành công tại sự kiện này, đưa Việt Nam International Sourcing 2023 trở thành điểm hẹn kinh doanh uy tín cho các doanh nghiệp góp phần đưa hàng hóa, sản phẩm Việt Nam vươn xa trên thị trường toàn cầu.